Siêu thị Mỹ Thuận là ngôi chợ Việt Nam có bán đầy đủ các mặt hàng tươi ngon từ rau quả, trái cây, thịt, cá, tôm cua, thức ăn khô cũng như vật dụng gia đình bán với giá rẻ nhất vùng. Siêu thị Mỹ Thuận tọa lạc góc đường Magnolia và Westminster trong khu thị tứ gần Freeway, bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, rất thuận tiện khi quý khách đi chợ. Đặc biệt trong chợ có quầy food to go, có công ty chuyển tiền Anh Minh, có tiệm bán phone, bán vé máy bay. Siêu thị Mỹ Thuận mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 714-657-7968. Siêu thị Mỹ Thuận kính mời. Nina xin kính chào quý vị. Hiện tại Nina đang đứng trước siêu thị Mỹ Thuận, góc đường Magnolia và Westminster. Nói đến hệ thống của chợ siêu thị Mỹ Thuận thì quý vị cũng biết là siêu thị Mỹ Thuận có hai ngôi chợ, một ở trên đường Magnolia và góc đường Westminster và một siêu thị ở trên thành phố El Monte, chúng ta thường hay gọi là siêu thị El Valle. Nhưng mà ngày hôm nay đứng trước cổng chợ của siêu thị Mỹ Thuận thì bây giờ Nina xin kính mời quý vị hãy cùng với Nina vào bên trong ngôi chợ để tìm hiểu thêm những mặt hàng tươi ngon của siêu thị Mỹ Thuận. Bước vào ngôi chợ Mỹ Thuận đầu tiên thì Nina rất là thích xuống quầy hải sản. Trong chợ thì quý vị thấy có những hàng cá cua tươi sống bơi lội trong hồ. Nina thấy có những loại cá rất là tươi ngon, như là thấy có cá ngừ, cá đối, cá măng, sea stream là cá sea bass and sea stream, mà muốn mà ăn cá chiên dầm nước mắm thật là tuyệt vời thì chúng ta có những con cá chim vàng hoặc là những con cá chim trắng. Nhưng có những cái loại cá mà người Việt Nam của mình gần đây rất là ưa chuộng là cá điêu hồng. Chúng ta có thể dùng nấu canh hoặc chúng ta kho tổ rất là ngon, kính thưa quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị thấy là thôi Nina bóc lên thử nha, quý vị thấy là một cái con cá rô bự như vậy. Chúng ta có thể dùng mình làm sạch, mình chiên, mình nấu canh cũng được. Hoặc là quý vị thấy là Nina nói cá điêu hồng rất là tươi, rất là ngon. Tươi là thường thường cái bãi cá rất là trơn, rất là khó bóc lên. Quý vị thấy là cá điêu hồng ở đây rất là ngon, thịt cá cứng nữa. Thì đây là những cái loại cá mà người Việt Nam của chúng ta rất là thích. Rồi chúng ta có thể là khi mà mua cá mà những cái loại cá như là cá catfish, những cái loại cá được trưng bày ở đây mà quý vị cần phải có người làm sạch thì chúng ta chỉ cần lợi ngay chỗ cái số, chúng ta rút một cái số và đưa cho các nhân viên ở bên trong chợ thì cá chúng ta sẽ được làm sạch. Chúng ta có thể nhờ họ chiên hoặc là nhờ họ cắt khúc đem về nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn trong gia đình. Và khi vô tình đi gần tới cuối quầy thì Nina phát hiện ra một cái loại cá mà rất ít chợ Việt Nam có bán, đó là cá bớp Nam Mỹ. Quý vị cũng biết rằng là những cái con cá bớp này rất là ngon, chúng ta có thể là dùng những cái sụn để mà nấu những cái xương, để mà nấu canh, tại vì cá còn tươi quá nên thành ra rất là trơn khi mà cầm. Quý vị thấy rằng là chúng ta có thể dùng đầu đuôi xương nấu canh, còn thịt có rất là nhiều người họ mua những cái thịt con cá bớp này để về ăn sống kiểu sashimi. Nếu mà chúng ta ngại ăn sống thì cá bớp là một trong những loại cá có thể chưng hoặc là nướng, cái thịt rất là thơm, chắc và béo. Và đây là một trong những cái loại cá rất là hiếm trong những cái khu chợ Việt Nam đang bán, mà giá cả thì Nina thấy rất là hợp lý, chỉ có 6.49 mà thôi. Thật sự ra Nina biết giá cá này là tại vì Nina đi vào trong chợ Mỹ thì quý vị không bao giờ trả dưới 10 đồng một pound cho một cái pound cá bớp, mà ở đây chỉ có 6.49, nên chúng ta nên ghé đến chợ Mỹ Thuận để mà mua cho mình những con cá còn tươi ngon hoặc là những con cá cua tôm còn bơi lội trong hồ. Và nếu mà quý vị không ăn hết nguyên con cá, chúng ta có thể mua những khứa cá được cắt khúc. Thì đây là những cá bớp được cắt khúc với cái giá 7.99 thay vì quý vị phải mua 12 đồng trở lên của những ngôi chợ khác. Và những cái khúc cá hồi rất là tươi, rất là ngon. Chúng ta có thể tìm được những khứa cá thu lớn cắt khúc, rồi cá ngộ cắt khúc, cá mú hường. Cá mú hường là một loại cá rất là ngọt, thịt rất là béo và thơm. Và chúng ta có thể tìm được những cái đầu cá để mà chúng ta nấu những cái nồi canh chua hoặc là lẩu canh chua cho gia đình mình thưởng thức.
Và từ quầy cá rất là tiện lợi, chúng ta có thể đi ngay qua bên quầy thịt để mà tìm những cái phần thịt tươi ngon để mà phục vụ bữa ăn cho gia đình. Gà cũng quý vị có thể chọn lựa nguyên con hoặc là cắt khúc. Bên cạnh đó Nina thấy có những sườn, những thịt ba rọi, những cái đùi da heo không xương. Đây là những cái loại thịt rất là dễ chế biến trong gia đình. Chúng ta có thể tìm cho mình những cái phần thịt bò, chúng ta có thể nấu trong những cái bữa ăn để làm cho bữa ăn của gia đình phong phú hơn. Nói tới những phần thịt đóng gói thì quý vị thấy chúng ta có thể rất là dễ dàng chọn lựa cho mình từng phần thịt theo ý của mỗi gia đình. Quý vị thấy là Nina đang cầm một phần thịt bò filet mignon, không có mỡ, không có nhầy mà được bao bọc gói rất là cẩn thận. Nếu mà gia đình chúng ta nhỏ, chúng ta có thể lựa từng phần như vậy, hoặc là những cái phần thịt ba rọi, thay vì chúng ta nhờ những nhân viên tại chợ Mỹ Thuận thì chúng ta có thể tự tay lựa cho mình những cái miếng thịt thật là ngon, thật là tươi. Cũng như quý vị thấy là quầy thịt đóng gói này rất là sạch sẽ và rất là đẹp, và từng miếng thịt, từng phần xương được gói rất là kỹ càng. Và những cái miếng thịt ở trong những cái phần gói này là Nina được biết là chủ nhân của chợ Mỹ Thuận đã lựa chọn rất là kỹ để cho quý vị dễ dàng mua sắm hơn. Sau phần thịt cá thì tới phần rau tươi, thì quầy rau của cô chợ Mỹ Thuận thì Nina tin chắc rằng những có ai đã đi chợ Mỹ Thuận rồi đều đồng ý với Nina một điều là những cái rau ở đây rất là tươi, rất là ngon, rất là dễ dàng cho chúng ta có thể chế biến những thức ăn ở trong gia đình của mình. Rất là nhiều người ngạc nhiên khi mà Nina đi chợ thấy Nina hay gom những cái vỉ ớt màu đỏ như vậy, là tại vì khi mà tìm được những cái vỉ ớt màu đỏ mà cái cuống còn tươi còn xanh như vậy rất là hiếm. Ớt thì thường thường thì gia đình Nina chế biến cũng rất là dễ, mua về rửa thật là sạch rồi phơi cho khô, xay cất trong tủ lạnh để dành ăn dần. Qua đến phần trái cây, những món ăn tráng miệng thì Nina rất là yêu thích những quầy trái cây ở bên trong ngôi chợ Mỹ Thuận. Được biết những trái cây, những trái thăng long, những quả măng cục hay là quý vị thấy những vị chôm chôm tươi, tất cả đều được chuyên chở bằng máy bay để đem đến và bán ở trong ngôi chợ Mỹ Thuận để bảo đảm sự tươi ngon nhất khi mà quý vị ghé đến đây mua cho mình những cái món trái cây mà mang hương vị của quê hương. Bên cạnh đó quý vị cũng có thể chọn lựa cho mình những cái trái cây rất là ngon. Và được biết những cái trái sapoche này là được nhập bởi bàn hàng không từ bên Florida đi qua. Những trái măng cục, những quả đu đủ Hawaii rất là ngon. Và những cái trái cây mà quý vị đang được thấy trưng bày bài bán ở bên trong khu chợ Mỹ Thuận là những hàng tươi ngon và đã được tuyển dụng qua. Và quầy rượu bên trong chợ Mỹ Thuận có bán rất là nhiều những loại rượu mạnh, giống như là những loại, tất cả những cái loại whisky của Scotland, hoặc là những cái loại rượu của cognac của Pháp như là Rémy hoặc là Hennessy, quý vị cũng có thể tìm kiếm tại nơi đây. Nina thấy cũng có trưng những cái bán những cái chai LV13 và những cái loại rượu ở đây thì chắc rằng quý vị sẽ tìm đến cho mình rất là dễ dàng, chọn lựa cho mình một chai để mà dùng riêng cho bữa tiệc gia đình hoặc là để gửi tặng đến cho bạn bè. Khi ghé đến chợ Mỹ Thuận thì quý vị biết bên cạnh những cái thức ăn ngon, những cái quầy thịt cá tươi sống thì quý vị còn biết có những cái đồ khô, quý vị cũng rất là dễ chọn lựa cho mình từ những cái món bánh tráng hay là những món bún, món hủ tiếu. Và ngôi chợ Mỹ Thuận bên cạnh những cái mặt hàng cho quý vị đi chợ thì quý vị có thể ghé đến đây để mua những thức ăn từ quầy Food to Go, có nơi chuyển tiền Anh Minh, có Five Ocean Tour để mà bán vé máy bay đi về Việt Nam rất là tiện lợi khi quý vị đi chợ ở bên trong ngôi chợ Mỹ Thuận. Chợ Mỹ Thuận tọa lạc trên con đường Magnolia gấp đường Westminster với số điện thoại là 714-657-7968, 714-657-7968. Và hiện tại Nina đang có mặt ở bên trong ngôi chợ Mỹ Thuận.
Siêu thị Mỹ Thuận là ngôi chợ Việt Nam có bán đầy đủ các mặt hàng tươi ngon từ rau quả, trái cây, thịt, cá, tôm, cua, thức ăn khô cũng như vật dụng gia đình bán với giá rẻ nhất vùng. Siêu thị Mỹ Thuận tọa lạc góc đường Magnolia và Westminster trong khu thị tứ gần Freeway, 7 đầu xe rộng rãi, an toàn, rất thuận tiện khi quý khách đi chợ. Đặc biệt trong chợ có quầy food to go, có công ty chuyển tiền Anh Minh, có tiệm bán phone, bán vé máy bay. Siêu thị Mỹ Thuận mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 714-657-7968. Siêu thị Mỹ Thuận kính mời.